Trước hết là khăn mình sẽ phải gập lại. Sau đó chúng ta sẽ xịt dung dịch lên bề mặt sơn xe. Sau đó là tác chỉ việc đặt khăn xuống và lau nhẹ thôi. Và nhớ là lau theo đường thẳng. Sau mỗi lần lau thì chúng ta sẽ đổi một cái mặt khăn và chúng ta sẽ lau xoáy khu vực vừa lau. Đã, cảm ơn sếp. Ok, thank you. Đây là video thực tế anh khách gửi cho Ultima. Anh vừa nhận hàng xong lau thử bên kính lái rồi đi làm. Sáng đi dính cơn mưa mà kính xe cứ trong veo chẳng bị bám nước. Yêu quá nên chiều về anh làm vèo cái video feedback tặng Ultima. Các cụ xem thì nhớ bật HD lên nhé, khỏi phụ công em kéo file về. Anh bảo, ông nào mắc chứng OCD, thích hoàn hảo như anh, chắc chắn sẽ mê chai xịt Ultima lắm. Lau phát nào là sạch phát đấy, soi đỏ mắt không thấy vết xước nào. Các cụ nhìn thấy mờ mờ kia không phải là bẩn đâu. Nó là màng nano vừa được kích hoạt đấy. Xoa tròn một cái là bóng loáng. Giờ là thấy tiết kiệm được chục triệu phủ ceramic rồi, xe đã đẹp giờ lại còn bóng.